Phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, những năm qua bà con giáo dân huyện Kim Động luôn đồng hành cùng toàn dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trở thành lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Khu dân cư Đức Ninh, xã Đức Hợp là giáo xứ toàn tòng với 100% hộ dân đều là đồng bào Công giáo. Những ngày này, trên các tuyến đường quê và từng nhà giáo dân đã rộn ràng không khí chào đón Giáng sinh năm mới. Thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, những năm qua, bà con giáo dân trong thôn đã đồng thuận mỗi nhà lùi vào từ 1,5 đến 2 mét đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Xã hội hóa quyên góp được gần 100 triệu đồng, lắp đặt camera đảm bảo an ninh trật tự. 100% các hộ dân đều thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn. Trước kia là đường xá là quê hương tôi nó chật hẹp và nó rất là gồ ghề. Thế sau khi được sự động viên và quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, đặc biệt là coi cấp ủy và chính quyền địa phương, bà con là hiến đất cho đến giờ phút này đường bây giờ rất là khang trang sạch đẹp. Tất cả các phong trào nổi bật của xã thì đều tập trung ở thôn Đức Ninh. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành của xã thì rất quan tâm đến đời sống của bà con giáo dân. Và một cái nổi bật nhất là trong các phong trào thì cái phong trào vệ sinh môi trường, phân loại rác thải tại hộ gia đình thì đây cũng là một thôn mà làm rất tích cực và có hiệu quả cao. Phong cảnh của làng quê Đức Ninh thì đã được đổi thay rất là nhiều. Toàn huyện Kim Động có 5 giáo xứ, 5 giáo họ và 1 nhà dòng thuộc giáo phận Thái Bình với 6 linh mục và khoảng 3.000 giáo dân. Phát huy truyền thống, bà con giáo dân nơi đây luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào của địa phương, như chung tay xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng và củng cố khối đoàn kết lương giáo bền chặt. Thôn Ngô Xá chúng tôi là có 2 tôn giáo. Trong này là nhà thờ Chúa Thiên Chúa Giáo và ngoài kia là bên nương. Thế thì chúng tôi sống đoàn kết như một, phấn khởi, vui vẻ, và khu nhà thờ khang trang sạch đẹp này chúng tôi để cho mọi người đến tham quan vui vẻ, và kể cả những ông bà bên tôn giáo bạn đến đây tập thể dục về các thứ, làm sao hai bên đoàn kết như một, sống làm sao tốt đời đẹp đạo, vừa sống cái niềm tin đạo của mình, vừa đóng góp vào việc xây dựng xã hội đó, làm cho cuộc sống mình được thăng tiến cả mặt tinh thần, cả mặt vật chất. Các đồng bào của tôn giáo dân chúng tôi thì đều là sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm túc các cái quy định của địa phương, tham gia đóng góp các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, nâng cao của huyện. Không khí Giáng sinh đã ngập tràn trên mọi nẻo đường, trong khuôn viên các nhà thờ xứ đạo của huyện Kim Động, với màu sắc rực rỡ của đèn màu, cây thông, hàng đá được chuẩn bị công phu, báo hiệu mùa Giáng sinh, năm mới an lành, hạnh phúc đang đến gần với mọi người, không chỉ bà con giáo dân mà còn cả bà con lương giáo.